cuộc sống thì chỉ dựa vào nhà trường. Bây giờ vào thứ À, hai thì thế nó đi ở trường thì nó chỉ được cơn nhà ăn đến trường thứ ăn sáu thôi. à? Còn đến thứ sáu thì về đây thì chỉ nếu như vào tối thì đi xin được một ít gạo thì họ thương cho thì họ cho thôi, nếu không thương thì Phải đi cũng xin từng đi tí chỗ gạo. khác để kiếm được cơm ăn thì mới về thôi. Chào các ông các bạn. Cháu chào các bác, các Cháu cô. chào các bác, các cô. Đấy. Đấy, nhìn vào đây, nhìn vào đây này. Đấy, nói hết sắp rơm rơm sắp khóc rồi. Đánh em này. Đánh, máy có bị đánh không? Có. Làm sao mà đánh máy? Không biết. Không biết, nó say rượu là đánh. Đánh vào chỗ nào? Không đánh vào đâu, đánh vào tay á. Ôi nắng quá mọi người ơi. Thời điểm hiện tại thì là Khâm cùng với A Mỉ đang có ở một cái địa điểm rất là mới. Ở đây thì cũng là một cái bản làng rất là nghèo. Anh em mình vào đây thì đi một cái đoạn đường đất tương đối thì là khó đi mọi người ạ. Cháu Khâm xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác ạ, một cái hành trình mới. Anh em mình tiếp tục là đến những cái bản làng nghèo khó và những cái hộ dân còn nghèo khó để tìm hiểu cuộc sống bà con và biết đâu đó là có thể giúp đỡ được phần nào cuộc sống của bà con. Hôm nay thì là trực tiếp được A Mỉ giới thiệu đến một cái hoàn cảnh theo lời kể thì cũng rất là khó khăn mọi người ạ. Một cái hoàn cảnh là mồ côi ba cháu đúng không ạ? Vâng, ba Đấy, cháu. đại loại thì anh em mình chưa biết là ba cháu như làm sao. Theo lời kể của A Mỉ thì cháu nhỏ nhất hình như là độ học lớp 1, lớp 2 thôi, thì tức có nghĩa là cũng đã biết đi biết nói rồi. Cháu lớn nhất thì như học lớp 3 hay lớp 4 gì Lớp đấy, 4 thôi. lớp 4 này đấy, thì là hai ba chị em là mồ côi được cách đây độ khoảng hơn năm rồi. Thế thì Khâm vào thì cũng không biết mua cái gì cả. Xin trích quỹ còn lại của chỗ cô Julie Nguyễn trên kênh là còn 1,7 triệu thì em xích ra 101 để mà mua một hộp mì tôm với lại ít thạch lên này. Mang tính chất là lên thăm cuộc sống của cháu thôi, chưa biết ra làm sao. Đấy, thực hư làm sao thì chốc nữa anh em sẽ tìm hiểu. Đấy, đi vào đây thì được A Mỉ biết đến, A Mỉ tin tưởng và A Mỉ cũng là một trong những hoàn cảnh mà đã được Khâm giúp đỡ. Đấy, với cái sự là yêu thương bà con cùng giọt máu của mình người Mông ấy, thì anh cũng muốn làm sao là dẫn Khâm đi để xem và giúp đỡ những cái mảnh đời còn bất hạnh. Đấy, anh cũng là một cái hoàn cảnh đã được giúp đỡ rồi, thời điểm hiện tại nhà cũng xong xuôi rồi, hôm nào vào nhà mới báo em nhé. Vâng. Được rồi, hôm nay thì mới đầu thì A Mỉ gọi thì đang ở dưới đường, thật sự là không biết đường lối vào thì anh cũng bảo là cứ đi thẳng cái chỗ đoạn đường đất lên thì mọi người theo quan sát qua flycam của anh em mình thấy là đường gần như là chỉ có một con đường đất vào đây thôi. Chỉ một Đấy, ở con đây có đường bao vào. nhiêu nhà hộ dân nhỉ? Đây chỉ có 4 hộ thôi. Như 4, chưa có 5, nhà 6 hộ. nào được xây đâu đúng Chưa có nhà không? nào. Đấy, Chỉ đường xá giao thông nó tường. còn chưa được mở rộng nên là gần như các ngôi nhà thì không có xây đâu. Đấy. Thôi anh em sẽ không có lan man nữa và trực tiếp đi đến vào nhà các bé đi nhỉ. Đây đúng không anh Mỉ? Vâng, Đấy. cái nhà này. Anh em vừa dừng lắp máy ghi hình một tí thì anh Mỉ giới thiệu thì sơ sơ qua. Được, mình ở ngoài mình ngó qua ngó ngàng qua một tí đó. Vâng. Một cái ngôi nhà rất là bé. Đấy. Gần như anh em mình cảm giác như đây chỉ là một cái nhà bếp hay nhà gì của cái ngôi nhà bên cạnh này thôi đúng không? Bởi cái nhà này là Anh chia sẻ em nào. trước là bố mẹ cho của các cháu vẫn còn ở đây À, thì nhà riêng à? Nhà riêng nhà của bố mẹ. vâng nhà riêng của bố mẹ Ừ. thì ở đây thì Thế nhà bên cạnh là như nào với nhà nội? nhà bên cạnh thì nhà của À, ông nội. ông nội. Vâng, Thế nhà này thì là nhà riêng của bố mẹ. nhà riêng của bố mẹ trước thì bố mẹ ở đây nhưng mà không may là ở đây nhưng mà
cái ngôi nhà này thì định tính là đi làm thuê về để sau này có tiền để sửa sang lại cái nhà. Nhưng mà không may đi bị bệnh chết xong là... Bố bị bệnh á? Bệnh gì? Cũng không biết bị bệnh gì. Lúc mất thì bao nhiêu tuổi? Tầm cũng là tuổi 95 nữa thôi. 95 thôi? Vâng. Úi dồi. Tuổi 95. Có nghĩa là bằng gọi là trang thế hệ của Khâm thôi mọi người ơi. Thế là mất được bao nhiêu lâu rồi? Mất được 3 năm rồi. 3 năm rồi? Vâng, 3 năm. Còn bố thì vừa mới mất được khoảng... chưa đầy 1 năm. Mẹ đã bỏ đi. Chưa đầy 1 năm, mẹ vâng, bỏ đi. Thế tức có nghĩa là lúc đấy đứa bé nhất thì được bao nhiêu tuổi? Đứa bé nhất thì chỉ được 1 tuổi thôi. Bây giờ đi lấy chồng ở đâu? Đi lấy chồng cũng... Xà Phìn. Xà Phìn à? Vâng, xã Xà Phìn. Thì trước đi thì vẫn có bà, bà để cưng ma cho các cháu ở. Bà nội. Vâng. Nhưng mà cũng không may, bà vừa mới mất được năm ngoái thôi. Năm ngoái tức là 2022? Vâng. Vừa mất. Vừa mới mất được năm ngoái, xong là ông lại uống rượu nhiều, xong là ông không thích các cháu. Bởi vì bảo là các cháu cũng... Ý là gánh nặng của tao đúng không? Vâng. Các... cứ là bảo là nếu chúng mày là con gái thì chúng mày hãy rời khỏi cái nhà tao. Bây giờ tao... Ơ thế ba này ba cháu gái hết à? À hai cháu gái một cháu trai. Vâng. Cứ bảo là cứ chửi mắng là tao còn bây giờ bà cũng mất rồi, bố mẹ mày cũng bố mày mất rồi, mẹ mày bỏ đi rồi thì tao không cần chúng mày nữa. Chúng mày sang cái nhà cũ của chúng mày ở đi. Bây giờ tao không cần nữa. À tức có nghĩa là ban đầu là cả nhà ở cái nhà bé này, dự định bố mẹ khi nào có tiền làm nhà mới thì sẽ là xây dựng một cái nhà mới đúng không? Vâng. Đấy có thể nó là ở một nơi nào khác chứ không phải là ở chỗ này, hoặc là có thể là theo em thấy ở đây xây được cái nhà nó sẽ rất là bé. Đấy. Đúng rồi. Thế là tức là khi bố mẹ mất đi thì còn bà nội với ông nội, thì là ông bà nội cưu mang. Đấy, và năm ngoái bà nội mất thì ông nội là uống rượu nhiều nữa đúng không? Vâng. Trước đấy ông uống rượu nhiều? Có, vẫn uống rượu nhiều, bây giờ vẫn không ở nhà. Thế là ý là đuổi các cháu, tao không nuôi được chúng mày nữa đúng không? Đúng rồi. Thật sự thế mà uống rượu nhiều không thể nào mà nuôi được cháu đâu. Thế thì là nhà bên này thì là còn ai không? Nhà bên này thì chỉ còn muốn ông nội. Vâng. Ông nội bây giờ không cần các cháu nữa thì chỉ các cháu không có. Còn đứa con nào? Còn đúng không? Còn hai đứa. Đứa trai cả? Hai đứa gái. Lớn chưa? Đứa lớn thì nó thật về hơn cũng hơn 12 tuổi. Đứa bé thì chỉ 8 tuổi. 8 tuổi. Vâng. Đây, mọi người thấy Khâm đang thắc mắc là tại sao hai cái nhà sát xít nhau này mà lại phải bịt cái một cái tấm rào này vào này. Ý là ông không cho các cháu sang bên kia luôn đúng không? Cách đây chỉ là cái hàng rào này để cách ngăn cho, cách lại. Ngăn cách để các cháu không vào chỗ ông. Bởi vì các cháu cũng hơi sợ. Lúc say rượu về thì buổi tối thì cũng về chửi mắng, đánh đùa. Đánh á? Vâng. Khiếp thế. Đánh đùa nhưng mà... Thôi, bây giờ mình vào thăm các cháu đã đi nhỉ? Anh bảo các cháu ở nhà đợi em chưa? Bao rồi. Trời ơi, mời cô ba anh chị dõi theo vào cái ngôi nhà nhỏ bé tí tẹo này nhá. Đây á, cửa đây á? Vâng, cửa đây. Cửa nát bét hết rồi. Xin chào ba bạn nhỏ nha. Ô, xin chào. Đây, các bạn đây à? Các bạn đây à? Đây, ba cháu đây. Đây à? Thế bé này bé trai hay bé gái? Bé gái. À, bé gái. Vâng, bởi vì bố mẹ không con ấy thì... Ông không cần ấy thì... Không đầu chăm. Có cháy. Đầu có cháy à? Vâng. À, lại cho nên... Cắt cạo tóc đi đúng vâng, không? Vâng, cắt cạo đi. Thường thế... Thế thì là... Thế nào? Đội này vẫn đang đuổi đi học mà, đi học không? Cũng vẫn đi. Nhưng mà chỉ bây giờ cuộc sống thì chỉ dựa vào nhà trường. Bây giờ vào thứ hai thì nó đi ở trường thì nó chỉ được cơn nhà trường ăn thôi. Còn đến thứ sáu thì về đây thì chỉ nếu như vào tối thì đi xin được một ít gạo thì họ thương
cho thì họ cho thôi, nếu không thương thì phải đi cùng đi chỗ khác để kiếm được cơm ăn thì mới về thôi. Đây là bé trai nhỉ? Bé trai học lớp 1 đúng không? Vâng. Để cho chú Khâm xin để cái áo ở đây nhá. Đây à, cái giường của ba chị em ngủ đây á? Vâng. Cả ba chị em ngủ đây. Ngủ chung một cái giường này. À, thế Khâm mới thắc mắc là tại sao ba bé nhỏ này nếu mà như anh Mì chia sẻ thì hứa mọi người sẽ rất là cùng cực, và Khâm đang thắc mắc cháu sẽ ăn uống ở đâu. Thế là mới hỏi là thế còn đi học không, bởi vì thực sự là những cái bé như thế này thì ở trên vùng cao này gần như đến trường thì ở trường được. Vâng. Chính sách nhà nước là ở trường hết. Vâng. Nhưng mà cơm chỉ ăn đến thứ 6 thôi. Vâng, đến thứ 6. Thứ 7 chủ nhật thì là không có nấu cơm. Vâng. Theo chế độ thì cũng hình như là có, không biết là có hay không, nhưng mà gần như là thứ 7 chủ nhật thì học sinh nghỉ hết, và lúc đấy thì mới là cái cơ hội mà các cháu về với nhà, về với gia đình, về với bố mẹ. Nhưng tuy nhiên thì cái hoàn cảnh này anh em mình chua xót quá mọi người ạ. Đến cái ngày thứ 7 chủ nhật nó lại là những cái ngày tồi tệ nhất ở trường, thì không được, không có ai cho ăn đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là các cô các bác nấu nướng thì người ta cũng nghỉ cuối tuần, và chế độ thì không biết là có hay không thì anh em mình chưa biết, nhưng mà phải khẳng định luôn là từ thứ 2 đến thứ 6 thì là có cơm ăn, nhưng mà thứ 7 chủ nhật nếu mà ở trên trường thì là không có ăn, sẽ đói. Vâng. Và bắt buộc là phải về nhà. Vâng. Ít nhiều thì về là vẫn còn có thể là xin hàng xóm cư mang, với lại vâng. Với lại cái lúc mà ông không ở nhà đây đúng thì không mới... Vâng. Đây à, đây là gạo đây đúng không? Vâng. Mang cái này đi xin gạo á? Vâng. Đó. Thế cũng là họ mượn về thôi. Tối lại trả cho họ. Chua xót quá. Đây à, ăn vâng. Bát đây à? Vâng. Đấy, ba đây một cái bếp đun thế này. Đây là sự sinh hoạt của ba cháu nhỏ. Đấy, Khâm không biết rằng là nếu mà tương lai về sau thì các cháu sẽ như thế nào. Bé này học lớp 4 à? Vâng. Hay bé này? Bé này học lớp 4. Là thế lấy một cái ghế vào đây chứ, anh em ngồi. Thật sự là không gian trong nhà rất là chật hẹp, không biết ánh sáng có ổn không Khởi. Cho ba bé ngồi trên giường. Hãy cho ba bé ngồi lên giường đi nhá. Đây, ba bé ngồi lên trên giường đi. Đấy, ngồi xếp hàng ra. Chị trước rồi chị hai sau rồi là em út, xong là mình sẽ bắt đầu là hỏi thăm các bé xem. Khổ thế thật sự thì là đấy. Anh em mình thật sự là không biết thì là còn những cái hoàn cảnh nó éo le đấy như vậy. Anh Mì ngồi chỗ nào hợp lý này, anh Mì ngồi đây đi. Vâng, ngồi đây, ngồi với ghế đây. À, thôi. Có một gói thạch. Em không biết là hoàn cảnh như nào, không biết mua cái gì. Vâng. Xin là, thực ra cũng không có quỹ đâu, có quỹ của cô Julie Nguyễn bữa trước cô gửi ấy. Thì kênh còn 1,7 triệu. Thì tuy thoảng là đến những cái hoàn cảnh như thế này thì anh em mình có thể là sẽ mua một vài có thể là thùng mì tôm hoặc là ít bánh kẹo. Đây. Như là tiếng Kinh không? Xin gái nhỉ? À, em rõ. Thì nữa chú sẽ bắt đầu hỏi tên, hỏi các cháu thế nào nhé. Đấy. Ăn đi, bọc ăn đi. Cho ta một tháng đó hả? Hả? Mình chỉ xin dặn nó mà thấy một đó hả? Đấy, ăn cái thạch để giải tỏa tí căng thẳng nhỉ? Tự nhiên nhìn thấy các chú này xa lạ thế, đến thì cầm máy quay này nữa, mình sợ nhỉ? Đấy. Nhưng ít nhiều thì được đi học thì cũng gọi là được tiếp xúc mọi người, có cô giáo rồi có bạn bè trên lớp, có va chạm bên ngoài thì ít ra là nó sẽ không quá là sợ sệt. Nhưng ngày trước anh em mình quay ba bé Trần Liên Hoa cũng vậy thôi, cũng biết tiếp xúc được một tí, cũng sơ sơ nói tiếng Kinh được một tí. Thế thì là cũng muốn là làm sao là các bé có cái thoải mái nhất, cứ lên và hỏi như công an thì các bé sợ lắm. Đấy. Bé đã không có bố mẹ, không có chỗ dựa rồi thì mình phải làm sao là nhẹ nhàng và làm sao là cho các cháu cảm giác là một cái an toàn. Đấy, nó an toàn nó mới dám nói chuyện với mình. Đấy, ăn thạch đi. Đợt sau chú lên chú mua cái khác lên ăn cho ngon ngon hơn nhé. Đấy. À, thế anh Mỹ giới thiệu đi. Tí nữa mình sẽ hỏi các cháu cho. Anh Mỹ giới thiệu ba cháu này tên tuổi ra làm sao đi. Cháu ngồi đây thì tên Máy. Cháu lớn đúng không? Vâng, cháu lớn tên Máy. Máy. Còn cháu thứ hai là tên là Cháu. Cháu luôn à? Vâng. Cháu luôn. Vâng. Chờ, à, wow. Vâng. Cháu, chắc cháu. Vâng.
À, máy, cháu, thế đấy. Đứa em út này là cái. Cái? Vâng. À, cái là học lớp 1. Vâng. Máy là học lớp 4. Vâng. Cháu là học lớp mấy? Lớp 2. À, lớp 2. Thì ó giờ giờ mới giờ. À, cháu là đầu có cháy. Vâng. Bố mẹ, à, bố mất rồi, mẹ không chăm sóc rồi là ông cũng không ấy thì là đầu cháy, cháy các bác có, nhiều bác sẽ biết cháy là con như nào và phải cạo hết tóc vâng. đi, bắt đầu gội đầu thì mới, nó mới dứt điểm được. Gội đầu thì cũng không có dầu gội để gội, chỉ gội đầu không có dầu. Nước không. Khổ nhờ. Thế phải cắt tóc bỏ đi cái mái tóc của người con gái, thế nãy không mới thắc mắc là ô nhìn mặt sao giống con trai ấy, cái quần thì thế là xanh xanh thì con gái với dép của con gái đang thắc mắc là mà hai bé gái là hai bé nào, thế bé này giống bé trai quá. Đấy. Đâu, ăn thạch đi, ăn thạch tiếp đi. Thế thì lớp 4 thì là được là bao nhiêu tuổi nhỉ? 9 tuổi à? 9 hay 10 tuổi đấy. 9 tuổi. Nhỉ. Thế thì bé này thì được 7 tuổi đúng không? Vâng. Bé này là 6 tuổi, bé này mới lên lớp 1 thôi đúng không? Mới lên lớp 1. Đấy, cho các bé ăn ăn xong mấy cái thạch đã rồi là mình tâm sự với các bé xem các bé nói tiếng Kinh có tốt không nhé. Thì 3 năm qua thế là bởi vì là cái hai thứ này còn bé bé chưa được đi học thì nhưng mà lúc đấy có bà nội cư mang vâng, nhỉ? Có bà nội. Bà vừa mới mất được năm ngoái thôi. Năm ngoái. Không, ông lại đánh đuổi. Đánh đuổi. Ông đánh luôn đấy. Suốt ngày rượu chè cứ cầm do để vạn vào thôi. Cầm roi. Vâng. Cầm roi thì đuổi đúng không? Vâng. Tiếp thế nhỉ? Thật sự thì là đối với mọi người có thể biết là nếu mà con cái không may qua đời thì chỗ dựa duy nhất của các cháu gọi là ông bà thôi. Ông bà thôi, thật sự là như vậy, kể cả có cô, có chú thì rồi cô, chú, rồi hoặc là bác thì mọi người đều cũng có lập gia đình riêng của họ hết. Nhưng mà người có thể để các cháu dựa dẫm duy nhất vào chỉ có ông và bà nội. Hoặc là bên bà ngoại thì không nói rồi, mẹ ngoại bỏ đi thì bà nhà ngoại làm sao quan tâm được đúng không? Đúng rồi. Thế thì là các cháu chỉ có một chỗ dựa là ông bà nội thôi. Tuy nhiên thì là sau khi bà nội mất thì ông uống rượu nhiều lắm à? Vâng. Ngày nào cũng ông cũng uống rượu rồi. Thì đi đâu mà có tiền đi uống rượu? Chỉ vào cái nhà nào thì có rượu thì họ rót thì uống thôi. Nhưng mà một con người em nghĩ rằng là nếu mà phải giúp được gì đi người ta mới mời rượu chứ. Cũng không giúp nhưng mà người Mông thì nó đi kiểu như những người mà uống rượu, nghiện rượu như à, nó. À những người thì... với nhau. Vâng. À đúng ngồi thật sự không phải vâng. chỉ riêng gì ông đúng không? Vâng. Xung quanh hàng xóm là còn rất nhiều ông là người ta cũng thích uống rượu. Vâng. Thành ra là đi gặp nhau là quây tụ và thật sự với mọi người thì uống rượu trên vùng cao này anh em gặp rất nhiều. Không phải là có mâm cao cỗ đầy đâu mà chỉ mua một chai rượu về cùng nhau uống suông. Vâng. Rót ra mỗi ông một vòng thì là chén cũng không đủ ấy mọi người, chén nhiều khi là còn không có. Có cái bát xong rồi rót ra cùng nhau là vài vòng thì gần như thì là cũng say hết rồi. Đây thì có lẽ thì là câu chuyện của ông thì anh em mình tạm thời là cũng không có nhắc đến, bây giờ là khai thác sâu vào cái cuộc sống của các bé đó. Đấy. Cái đang ho đúng không? Cái ăn xong hôm nay thưa mọi người là anh em vào cái ngày cuối tuần thì anh Mì chủ động dẫn vào chứ những cái ngày trong tuần thì có lẽ là cũng không gặp được các bé đâu đúng không? Thế là nghỉ học thì bắt đầu từ trường đi bộ về đây à? Đi bộ thôi. Đi bộ. Ba cháu này thì cũng chung nhau để về thôi. Cùng nhau là dắt cùng nhau học một trường hết mà nhỉ? Với lớp T là tiểu học nhỉ? Lớp 1 đến lớp 4 thì là cùng nhau học một cái trường tiểu học mà. Thì là lúc nghỉ là cùng nhau dắt nhau về. Đấy. Được rồi, thế mà hỏi đồng chí cái có biết nói tiếng Kinh không? Học lớp 1 biết nói tiếng Kinh chưa? Hả? Con biết nói tiếng Kinh chưa? Hả? Biết cười thôi à? À, ăn xong biết mang rác đi đốt à? Được rồi, kệ nó. Ra đây nói chuyện đã xem nào. Chưa biết nói tiếng Kinh đâu đúng không? Chưa biết nói, chỉ lùi thôi. Thế bây giờ hỏi từ bên này đi. Thế thì là hỏi máy trước nhá. Máy đi học cô nào dạy đấy? Cô nào
Cô Thảo. Cô Thảo, à, mấy sinh gái nhỉ? Mấy năm nay được 9 tuổi nhỉ? Chú tên là Khâm nhá. Đấy, các cháu nhớ tên nhá, chú là Khâm nhá. Đây, đấy, chú Mỉ dẫn vào. Đấy, chú Mỉ với chú thì đều là người tốt nhá. Không sợ đâu, không sợ đâu nhá. Thế là lần sau cứ thấy các chú ở ngoài đường hay là có gặp các chú ở đâu hay các chú lên đây thì cũng không sợ đâu nhá. Lên đây không làm gì xấu các cháu đâu nhá. Đấy, này chú Mỉ dẫn các chú đến thì là làm sao là phải nói thật luôn mọi người thì anh Mỉ là thương các cháu lắm và muốn làm sao đặt vấn đề nếu mà Khâm có vào giúp đỡ được các cháu phần nào trong cuộc sống thì phần nào trong cuộc sống thì tốt hơn rất là nhiều. Đấy, bởi vì cái nhà thì các bác thấy rồi, một cái ngôi nhà rất là bé, rất là nhỏ như thế này, gần như thì trong nhà là không có một cái gì cả. So với anh Mì thì mấy cái đứa này khổ hơn nhiều, khổ hơn. Vì hai cháu mà đang sinh ra ở cùng anh thì sinh ra ở với thì... anh thì còn thực sự là mọi người là béo tốt trắng hết đấy chứ có phải là bây giờ trông nó lớn hơn. Lớn hơn với lại còn anh để đi làm thuê kiếm tiền. Nhưng mà các cháu này thì không có ai để cứ ma. Thật sự với mọi người là các cháu này có cái gì đâu. Dép này, jacket này, quần áo thì toàn quần áo cũ này. Hai nữa thì mọi người thế. Nếu mà sống cuộc sống mà nó sướng hơn một chút thì các bé chắc không có cái làn da đứa nào đứa đấy là cũng đen nhẻm như thế này. Đấy, bố mẹ không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ luôn. Thế đi học máy ở lớp, máy có làm cái gì, có làm lớp trưởng, lớp phó gì không? À, không làm gì à? Đi học có được điểm 9, điểm 10 không? Có. Được môn gì nhỉ? Môn toán. Môn toán, à, giỏi thế. Toán được điểm 10 à? Thế năm ngoái được giấy khen không? Con được giấy khen không? Không. À, không được đâu đúng không? Đấy. Bé cháu nhỉ, cháu biết nói tiếng Kinh không? Không biết nói tiếng Kinh. Lớp 2 rồi không biết nói tí nào à? Nhưng mà biết cô nào không, cô nào dạy cháu? Không biết. Không biết luôn. Tức nghĩa là hai bé này thì sẽ không giao tiếp được tiếng Kinh. Đấy, máy học lớp 4 thì máy biết nói tiếng Kinh một tí nhỉ. Đấy. Thế cái lúc mẹ bỏ đi thì máy có nhớ mẹ không? Có. Có. Thế mẹ bỏ đi là mừng một năm anh Mỉ. Ở 3 năm, 2 năm nữa chứ nhỉ? 3 năm bên. Bố mất được 3 năm mà. Bố mất chưa được 1 năm. À, nghĩa là thế bây giờ máy còn nhớ mặt mẹ không? Có. Có. Thế là lâu lắm rồi mẹ không về thăm các cháu à? Không. Không về luôn. Điện thoại thì không có rồi nhỉ? Điện thoại thì không biết gọi kiểu gì rồi. Có. Có á? Có số điện thoại mẹ không? Có. Vẫn có. Thế có gọi được cho mẹ không? Được. Gọi được, lấy điện thoại đâu gọi? Được một chú ở dưới này. À, một chú ở dưới này được. Thế tôi có nghĩa là gọi thì gọi được nhưng mẹ không về thăm à? Không. Mẹ không về thăm, mẹ có mua cái gì về cho ăn không? Không. Không. Thế mẹ vô tâm quá nhỉ. Đấy, mẹ bây giờ đi lấy chồng khác là có con cho anh Mỉ. Có một con. Có một con rồi. Thế là sao lại nhẫn tâm bỏ đi ba cái đứa này nhỉ? Thật sự là ba đứa con... đẻ ra ba đứa con này thưa mọi người là chăm nó lớn rồi là cuộc sống rất là vất vả mà cái tình cảm mẹ con chứ cũng chỉ được đến thế thôi thì em xót xa quá. Đấy. Ba đứa con thì ít nhiều nó cũng có trai có gái rồi là chân tay mặt mũi nó lành lặn đây như máy này rất là xinh gái nhá mọi người ạ. Các bác có thể thấy máy rất là xinh gái. Còn hai bé này thì cười rất là duyên này. Đấy, cái cười một tí em nè, cười lên thế nào. Lừa này. Đấy. Đấy, cười rất là duyên. Đấy. Cười rất là duyên. Đấy, bé này cũng thế. Thế tại sao bố mẹ lại cứ phải nhẫn tâm là cứ phải bố mất thì là mẹ là cứ phải đi lấy chồng khác. Mẹ thì bao nhiêu tuổi, sinh năm bao nhiêu? 96. Vâng. Nên là cũng gọi là lúc mất thì mới được lúc chồng mất thì cũng là người phụ nữ mới được có 20 mấy thôi đúng không? 24 à? 24, 25 lúc đấy thì chắc cũng nghĩ là thân phận mình là còn trẻ thì là cũng không ở được đúng không? Đúng còn trẻ quá lấy chồng cũng sớm nữa đi, đến lúc là chồng mất thì gần như là sẽ không biết làm thế nào nữa.
Đấy, và có người khác bắt đầu là đi lấy chồng khác, có lấy được người có vợ chưa hay là lấy người mới? Cũng là một người vợ bỏ trốn lên Trung Quốc. À, cũng là một người vợ bỏ đi xong lấy. Đấy. Thế thì kệ các cháu ở nào thì ở. Nên là cũng phó mặc cho ông bà. Tuy nhiên thì cũng chỉ có bà nội là yêu thương thôi nhá. Ừ. Có bà nội chị thương bà nội mới nó được ông thôi. Ừ. Bây giờ cũng có bà thì các cháu còn nhỏ thì nó một câu cũng bị đánh thôi. Bị đánh. Ừ. Sợ nhỉ. Nếu như các cháu đi học thôi, nếu không đi học thì cũng biết các cháu không bé này hồ lắm rồi. Các cháu có dám ở nhà trong nhà hay không? Ừ. Thế cuối tuần mà không về thì không biết đi đâu rồi. Vâng. Ở trường thì gọi là mọi người không nấu cơm thì lại đói. Vâng. Ít nhiều thì về là vẫn còn một cái nhà bé. Nó là cái gì hoài niệm, nó là cái gì của bố mẹ. Đấy. Có lẽ thì ngày trước bố mẹ còn sống thì các bé cũng có một cái tình yêu thương của bố mẹ. Đấy. Mặc dù là cái ngôi nhà bé nhưng mà ít nhiều thì vẫn có tình yêu thương nha. Tuy nhiên thì là sau khi là không còn cái gì nữa hết cả. Đấy. Thế hỏi các bé một tí nhá. Ông nay không ở nhà đúng không? Phải. Đi uống rượu à? Phải. Phải. Thế ông có bao giờ là đánh các cháu không? Có. Có. Đánh ai? Đánh ai? Em với. Đánh em này. Đánh. Máy có bị đánh không? Có. Làm sao mà đánh máy? Không biết. Không biết. Nếu say rượu là đánh. Ừ. Đánh vào chỗ nào? Ông đánh vào đâu? Đánh vào tay á. Con cháu của mình mà còn bị đánh. Cái này thì là anh Bỉ dù là đi với em thì là hỗ trợ em là chia sẻ những cái câu chuyện nó sát thực nhất nhá. Đấy, có sao thì bảo vệ nhá. Mình cũng không thể nào mà mình là nói quá lên. Ví dụ như ông là cũng là người thế này thế kia nhưng mà mình cũng không bao giờ là chia sẻ sai sự thật nhá. Đấy, đối với mọi người thì anh Mỉ cũng là một đảng viên mọi người nhé, phải nói là cũng là một đảng viên thì cái lời nói của mình cũng phải có trọng lượng nhớ chưa, phải đúng thực tế nhé. Vâng. Đấy, còn mình không chia sẻ sai sự thật được không, nên là sai một cái thì gần như là mình đang chia sẻ những cái lố bịch là không được, nhưng mà có lẽ thì theo lời kể của anh cũng như là các cháu anh em mình hỏi thì phần nào là cũng biết được cái cuộc sống cơ cực của mấy bé. Thế bây giờ thì là hôm nay là ngày chủ nhật. Thế thì là tí nữa thì mới lên trường đúng không? Mấy chị em lại đi bộ đi à? Đi sớm. À, sáng mai mới đi à? Vâng. À, tối nay đi thì cũng có chú để ở. Không có chỗ để ở, nhà trường khóa lại à? Khóa lại. À, tức có nghĩa là cuối tuần đứa nào cũng bắt buộc phải về đúng không? Vâng. Xong là sáng thứ hai mới đi sớm. À, thế thì muốn ở trường kể cả là có gói mì tôm ở trường cũng không được ở. Vâng. Nhà trường bắt buộc là cuối tuần thì là không quản lý được các cháu bởi vì là người ta cũng có ngày cuối tuần mà. Đúng rồi. Ngày trước như Khâm học ở nội trú thì Khâm học từ cấp 2 lên. Trường nội trú của Khâm thì nó khác là nó được sự hỗ trợ từ A đến Z. Tức có nghĩa là thứ bảy chủ nhật thì vẫn được ăn cơm và vẫn được ngủ ký túc xá. Đấy, nhưng đội này thì là không như thế. Đội này như kiểu là bán trú thôi. Vì là nhà xa quá thì là bắt buộc rằng là nhà trường phải bố trí cho các ở trường nhưng mà chỉ ở đến thứ sáu, chiều thứ sáu. Khổ nhỉ, bé này ho nhiều lắm, không biết là nó có bị ốm không. Mùa đông này dễ ốm lắm. Thế từ đây đi đến trường con đi bao nhiêu lâu, đi lâu không? Lâu. Lâu á, từ đây đến trường đi bao nhiêu phút thì đến này? Khoảng 2 tiếng. Ui, 2 tiếng á? Các cháu đi thì 2 tiếng. Còn nếu một người thanh niên khỏe mạnh thì đi khoảng tầm 1 tiếng để trường. Từ đây đi? Vâng. Ừ. Bởi vì thế cũng xa xa mà nhỉ. Thế thì nhỏ này đi đến trường là cũng mệt lắm ấy. Cái đôi chân gầy nhôm mọi người ạ. Mà còn đi thì nếu đi 2 tiếng thì làm sao mà đi kịp giờ học? Từ 5 giờ đấy chuẩn bị đi tối thế này. Vâng. Tối này đi chẳng may gặp người xấu ở trên đường thì sao? Không sợ họ à? Đấy cái ngồi lên xem nào. Cái ngồi lên mỏi đúng không? Buồn ngủ đúng không?
tí nữa nhá, tí nữa ngủ nhá, ngồi ngồi chú. Có thể là không biết chú đang nói gì đấy, nhưng mà có thể là đấy, mình ngồi đây, các bác đang xem, các bác nhiều ông bà đang xem mình lắm nhá. Đấy, biết đâu là chú quay ghi hình đây là ông bà có áo mới cho này, có bánh này, có mì tôm này, hôm nay chú mua cho một thùng mì tôm cho mấy chị em ăn nhá. Tí nữa lên trường thì mở ra, à mai chứ nhỉ, tối nay thì ăn xong là mai lên trường thì mở ra, xong là lúc nào đói thì ăn thêm. Có chỗ để mà úp mì tôm ăn không? Có. Có à, có chỗ nấu mì tôm à? Thế thì mai mở ra xong là cho, bởi vì em thấy cái cửa này chắc người ta thích đạp một cái là vào được hết nhỉ. Ở đây cũng không có điện nữa đúng không? Không điện. Thế ở đây ba chị em có sợ không? Có. Ừ, sợ đấy, sợ người xấu đấy đúng không? Thế còn nhớ mặt bố như nào không? Không. Không nhớ rồi nhỉ. Gọi là cái mẹ thì là cái người yêu thương nhất thì là vẫn nhớ đấy. Nhưng mà mẹ là sẵn sàng mẹ bỏ các con đi đấy. Bây giờ mà được mẹ quay trở lại thì cũng muốn, còn muốn không? Không. Không muốn á. Ý là ý chú hỏi là bây giờ có muốn mẹ về ở với các cháu không? Có. Có đúng không? Thực sự hỏi cái câu này thì nó có lẽ thì là để xem cái tâm trạng của các cháu làm sao, để mọi người thấy là cái sự dù bố mẹ có ra làm sao nữa thì con cái nói chung là không bao giờ là nhỏ nhỏ này, nó không bị chết móc đâu. Nhưng mà độ khoảng mười mấy tuổi trở lên nó sẽ biết chết móc khi mà lúc đấy nó tự lập được rồi. Nó tự đứng được trên đôi chân của nó không cần bàn tay bố mẹ dìu dắt nữa. Lúc đấy nó sẽ mấy năm nữa thôi, anh quay trở lại đây xem. Chúc nó sẽ trách bố, à, bố mất thì không sao, nhưng nó sẽ trách mẹ. Nhưng bây giờ thì đang cần cái sự bao bọc, sự che chở. Thì các cháu cần mẹ về. Chú rất là xin lỗi vì là hỏi câu này, vì chú cũng không có khả năng để mà đem mẹ của các cháu về. À, có nhớ bố mẹ không? Có. Nhớ lắm đúng không? Tội nghiệp quá. Mình cảm thấy là mình là lớn như thế này rồi, nhưng mà ít nhiều thì những cái lúc mà buồn, những cái lúc mà bế tắc trong cuộc sống thì bao giờ bố mẹ vẫn là cái người mà vỗ về mình nhất. Đấy, thì bây giờ thì như thế này thì đang cái cần sự yêu thương mà cần sự nuôi nấng của bố mẹ, mà bây giờ không có bố mẹ thì chẳng nhớ là cái gì. Gần như là không có ai yêu thương nữa. Ông thì say rượu đánh đuổi. Đấy. Bà nội là ngày trước cũng chăm các cháu tốt, nhưng mà bà là cũng không may là bà mất rồi. Thì thôi thì các cháu phải cố gắng nhé. Kể nó ông say rượu thì ông là ông đánh thì bảo đội gọi cho cọ quanh nhà này ai thì chạy đi nhé. Không ở nhà, không ở đây ông đánh cho đấy nhé. Đấy. Mọi người rất là thương luôn. Như hai bé này thì có thể còn bé hơn thì cái cảm xúc nó chưa nhiều này. Như cái chị này cũng đang ho lên này. Thế có áo khoác chưa? Ở đây có cái áo nào không? Anh Mỹ đội này không có áo ấm mặc à? Có không? Con áo thì chỉ cho vào đây thôi. Thế đi học là áo ở để trên trường bớt à? Chỉ cần một hai bộ để đi. Một bộ đi xong rồi mặc một bộ đi, nó là hai bộ. Áo chị, cái này. Mặc áo mông đi đúng không? Vâng. Ô, thầy Khâm rất là mong sao rằng là nếu mà các bác có những cái tấm áo ấm, vừa các em bé này, bé này mặc áo ấm mà không là lạnh đấy. Nhưng bé Mỉ, bé Máy này thưa mọi người, chắc rơi vào độ khoảng 14-15 cân đấy. Thì bé này thì chắc độ khoảng là vào 13 cân, bé kia chắc độ khoảng 13-12 cân. Tóm lại là nếu các bác nào có cái size quần áo mà các bác có thể quan sát qua video thôi, thế mà hợp vừa vừa với các bé này, đặc biệt là những cái tấm áo quần áo mùa đông ấy, thì thời điểm hiện tại vào bước vào đầu mùa đông ở trên vùng cao rất là lạnh, thì nếu mà cuối tuần các cháu về thì chú sẽ vào đây. Đấy, anh Mỉ là hôm nay dẫn em vào đây thì em biết đường rồi. Thì là nếu mà tới có duyên thì em quay trở lại và đến với các bé. Đấy, thì lần sau A Mỉ cũng không cần mất thời gian đến đây nữa đâu. Đấy, mặc cái này vào cho nó ấm một tí nhá. Không là các cháu ốm hết rồi. Thế đứa nào cũng sổ mũi, đứa nào cũng ho. Ốm là không có ai chăm mình đâu. Đấy chưa? Thế là mặc ấm vào, đấy chưa?
Đấy, khổ đến thế chứ tới này không biết là học hết là học hết lớp 5 thì chắc có lẽ là cũng như tình hình như này thì làm gì mà ai hộ đi học được nữa đúng không? Làm thủ tục các thứ chuyển trường các thứ, nếu mà cô giáo các thứ hộ được thì may ra còn đi được, vì là cấp 2 vẫn còn được ăn cơm ở trường mà nhỉ. Thật sự thì những cái hoàn cảnh mồ côi này anh em mình thấy là còn tội hơn cả mấy bé Trần Liên Hoa. Thưa mọi người thì bé Trần Liên Hoa thì là ba bé đấy thì là ít nhiều thì còn bác cưu mang đấy, chứ ở đây thì còn mỗi ông nội là người thân duy nhất đúng không? Đúng rồi. Thế mà ông nội lại là cái người mà không cần các cháu, say rượu về thì... Nhưng mà lúc tỉnh rượu thì sao? Tỉnh rượu không quan tâm. Không quan tâm? Ừ. Thế thường nhỉ? Đấy. Không mong sao rằng là ở đâu đây, khi mà mình đã có duyên chia sẻ các bé lên trên kênh thì cũng mong sao là sẽ nhận được sự sự quan tâm của quý cô bác anh chị, quý nhà hảo tâm. Mọi người của ít lòng nhiều, chúng ta có thể là giúp cho mấy bé ít nhất là không muốn sao là có những cái tấm áo ấm để cho các bé. Tấm áo cũng đã qua sử dụng được, tuy nhiên thì cũng không cần những tấm áo là còn sử dụng được, và các bé có, bởi vì là sẽ còn mặc đến trường, sẽ còn mặc để mà vượt qua cái mùa đông lạnh giá, đồ mới thì càng tốt. Thế còn thực sự đi làm những chương trình này không mong muốn là xin các bác đồ mới đâu, vì từ trước đến giờ không làm cũng đã được một năm rồi, ít nhiều thì cô bác cũng đã yêu thương và tin tưởng, thì cũng không ít hoàn cảnh là nhận được những cái đồ mới. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà không có duyên thì anh em mình cũng chỉ là mong sao là có những cái đồ cũ của các bác gửi đến ấy. Mong sao là mọi người hỗ trợ anh em mình phân loại sẵn ra, bởi vì không thì tương đối là bận thời gian. Các bác phân loại sẵn ra rồi thì anh em mình đến chỉ việc đưa cho các bé thôi thì dễ, bởi vì mọi người cũng gửi cho Khâm rất nhiều. Hiện tại là ở nhà Khâm cũng đang có rất là nhiều quần áo từ thiện, nhưng mà anh em mình không biết tải nào là vừa các bé cả, mở ra thì nó lộn thùng phèo lên cả hết. Thì rất mong rằng là qua video này sẽ nhận được những cái sự yêu thương của các bác dành cho các em bé. Còn về A Mì hôm nay dẫn em vào đây thì mong muốn của anh để mà giúp được các bé thì giúp những cái gì? Mình có giúp, mong là hoàn cảnh của ba cháu này rất là khó khăn, thì muốn hai em giúp đỡ cho các cháu để được mấy cơ am với áo ấm để mặc cho đông này, với lại có một cái nhà để che nắng che mưa. Cái nhà này các bác thấy rồi, nhà để che nắng che mưa, nói thật thì cái đấy là một cái câu chuyện rất là dài và liên đới. Đầu tiên là không biết là các bé có đất đai không, hai nữa thì là không biết là chia sẻ lên có duyên được động đến trái tim các nhà tâm không để mà có tiền cũng. Đấy, bé này ốm lắm rồi đấy, tí nữa anh mỉ xem là mua, anh em mua cho nó ít thuốc, chứ không là nó ốm nặng là không ai chăm nó được mọi người ạ. Hôm nay sơ sơ lên thì là cũng chia sẻ như vậy đó, có anh Mỉ là cảm ơn anh Mỉ nhá, bởi vì là một cái hoàn cảnh khó khăn nữa thì là sẽ được kết nối đến với các bác thông qua kênh của cháu Khâm, một cái kênh cũng rất là nhỏ bé thôi, thì mong sao rằng là quý vị khán giả hỗ trợ cháu Khâm là lan tỏa cái video, mà người giúp Khâm là chia sẻ cái video đi, đó cũng là một cái sự hỗ trợ cho các em bé rồi, bởi vì cái sự chia sẻ của mọi người, những cái lượt động viên của mọi người trên kênh thì giúp video của anh em mình lan tỏa đi, đến nhiều người biết đến hơn. Biết đâu đó thì lan tỏa đến một cái mạnh thường quân nào lớn, một cái nhà hảo tâm nào lớn, có thể là cưu mang đến các em bé. Đấy, Khâm rất là cảm ơn mọi người, anh em mình. Để mà giúp được bé như anh Mì nói thì cái cơm ăn áo mặc thì có thể là anh em mình sẽ thông qua video có thể sẽ kết nối được. Nhưng còn về cái vấn đề là cái ngôi nhà thì nó sẽ là một cái hành trình rất dài. Bởi vì các em bé gần như là bé tí bé tiệu này sẽ đến tay anh em mình hết, nếu như nó là một cái ngôi nhà. Đấy, phải khẳng định như cái vậy luôn này, cái cục cái cây đây, cái này cứ giữ được các bác ạ. Đây này đấy, cái coi con một tí trước khi khép lại cái video đây này xuống. Cái nhà này cũng sợ sập lắm rồi, cái đòn này là nó gãy rồi, đang phải giải một cái tấm ván này để đỡ, chứ cái này sập xuống thì nó vào hết mấy chị em đấy. Đây là toàn là ngói nhá, lô thì có thể là nó còn khó rơi hơn, nhưng mà cái ngói này một khi đã sập là đổ sập xuống hết rồi. Đấy, cái bức tường này cũng ngả nghiêng rồi đúng không? Đấy, tường này cũng ngả nghiêng hết rồi đây này. Đấy, phải quay thực tế các bác xem là chỗ ở tạm thời của cháu hiện nay nhé. Đấy, gần như thì ở đây thì là không có một điều gì mà anh em mình băn khoăn rằng là
các cháu thế này thế kia cả. Các cháu thì bây giờ mồ côi, riêng mồ côi thôi thì nó đã là một cái thiệt thòi lắm rồi, nhưng mà mọi người lại sống trong cái hoàn cảnh không ai cưu mang nương tựa như này nữa thì rất là khổ đấy. Thôi có lẽ thì là em vào em xem cuộc sống của các cháu như thế thôi nhá. Bước đầu thì là biết được các cháu như thế đó. Hy vọng rằng là tới này anh em mình sẽ gặp được những cái duyên của các bác nhà hảo tâm để có dịp quay trở lại đây. Và nếu mà không có dịp quay trở lại đây thì một thời gian nào đó cuối tuần thì tuần nào cũng về nhà thôi, đúng không? Tuần nào cũng về thôi. Ừ, thế thì là em sẽ vào em sẽ ngó ngàng cuộc sống của các cháu, biết đâu là mình chia sẻ lên mình sẽ giúp được cái gì. Tất nhiên là không phải một hai video là sẽ giúp được, như anh Mỹ là một người rất may mắn nhá. Vâng. Anh Mỹ là một người rất may mắn khi mà thông qua là quá trình làm nhà của ông cháu thì có được cái ngôi nhà to đẹp như thời điểm hiện tại, thì anh Mỹ rất là may mắn đấy. Còn như các bé thì thực sự là nếu mà không có một cái duyên nào lớn như anh Mỹ ấy, thì phải túc tắc, nó có thể là tháng này qua tháng khác, thậm chí là năm này sang năm khác. Đấy, khẳng định ban đầu là như vậy luôn. Anh em không dám hứa là giúp được các bé cái gì nhiều đâu, nhưng cơm ăn áo mặc sẽ có thể là sẽ chu toàn được cho các bé một thời gian. Đấy, tất nhiên là vì theo anh thì cũng mong muốn các cháu để đi xin an nơi để cho. Đúng rồi. Những ai nhìn các cháu đi xin an thì nó những nhà nó thương thì cũng có nhiều. Không thương thì cũng bảo là hết cơn. Đi chỗ khác mà. Đúng rồi, không thương nó đuổi đi ấy. Được rồi. Thế thì là các bé có lẽ bây giờ hỏi các bé cũng không biết nói cái gì nhiều đâu mọi người. Bé tí bé tiệm biết nói cái gì. Thế anh em mình cũng chỉ ghi hình như thế thôi. Thôi bây giờ máy chào các ông các bà nhé. Chú dậy một tí nhé. Đấy, cháu chào các ông các bà. Nói đi. Cháu chào các ông các bà. Cháu chào các bác, các cô. Cháu chào các bác, các cô. Đấy. Nhìn vào đây này. Đấy, nói hết sắp rơm sắp khóc. Thôi nhá, cố gắng đi học nhá. Rồi, tới này chú sẽ lên thăm các cháu nhá. Khổ quá nhỉ. Không biết nói gì hơn đâu mọi người ạ. Thật sự là một cái hoàn cảnh mà khiến anh em mình thở dài. Ít những cái hoàn cảnh mà gặp là muốn ghi hình, gặp là thở dài như thế này lắm mọi người ạ. Đấy, rất là xúc động. Có lẽ là thời lượng video thì cũng tương đối là dài rồi. Chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị, mọi người đã dành thời gian theo dõi anh em mình nghe kể về câu chuyện của các bé. Rất mong sẽ nhận được sự đồng cảm, sự chia sẻ của mọi người. Chúng ta cố ít lòng nhiều và chúng ta lá lành đùm lá rách. Hy vọng rằng là cuộc sống của các bé sau này sẽ có một cái gì đó mà nó tốt hơn, nó làm cho các cháu đỡ thiệt thòi hơn trong cái cuộc sống như thế này. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Cháu Khâm xin phép là tạm dừng cái video này tại đây đã. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Các cháu bye bye nè, các cháu bye bye các ông các bà nè. Đấy, bé này bye bye đi đây. Đấy. Rồi.